Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Tây Ninh nha mọi người. Đây là phần bao bì em tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì ở trong bộ bên shop mình nó chính là một em squishy hũ su kem như thế này. Đây là hũ su kem chất bơ nha mấy bạn ơi, em này rất là mềm luôn nha. Đợt này mình về cho mọi người một cái màu hồng siêu đáng yêu luôn nha mọi người ơi, rất là mềm và slow, thơm nữa mấy bạn. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đà Nẵng nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua bên shop mình hai sản phẩm chất bơ nha mọi người. Đầu tiên là một em bánh bao hoa anh đào chất bơ nhé, rất là mềm đẹp tăng luôn nha. Tiếp theo thì bạn có lấy đó chính là một em bánh khối jumbo mọi người. Và cuối cùng thì bạn có lấy đó chính là một em bánh khối nha mọi người. Đây là bánh khối bạn đặt mời là một em màu đen nha. Đây trên nhãn của Hachimi Squishy nha mọi người. Cái này mình chỉ còn một can thôi nha. Thì bạn nào muốn mua hàng thì mình có thể inbox qua Phật Bò cho mình để mua hàng nhé. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Vậy thì mình sẽ đóng lại luôn nhé. Cảm ơn bạn đó. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Sóc Trăng nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Rất là nhiều bao bì luôn nha mọi người. Rồi. Bạn ở trong bên shop mình học quên. Rồi ha. Và đây là phần SM mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Mình tặng cho bạn một em squishy thanh sô cô la. Cái này tại vì đơn hàng của bạn to với bạn đã ủng hộ mình hai lần rồi. Tức là bạn cũng đã xịt ca full cho mình hết rồi nha. Nên là mình tặng cho em mini thanh sô cô la nha. Đầu tiên bạn ở trong bên shop mình là một em bánh toast màu hồng. Rất là xinh luôn nha mọi người, kèm trong một cái hộp này nhiều cực kỳ xinh. Cái em này rất là hot bên shop mình nha. Bây giờ là rất là nhiều bạn AB hỏi cái mẫu này mọi người. Rồi tiếp theo thì bạn có lấy đó chính là một em hũ kem Thái. Đây là em hũ màu vàng nha. Đây mọi người ơi, rất là xinh luôn. Tiếp theo thì bạn lấy bên shop mình đó chính là một em squishy bánh jumbo. Thì đơn hàng này là bạn toàn lấy những cái em bánh jumbo nha mọi người. Đây là bạn đặt một em màu trắng nha, trắng màu be chứ nhỉ, màu kem ấy, siêu xinh và nó rất là ủ nha mọi người, size rất là to. Em là chất bơ dính nha, siêu siêu đã và rất là thơm nha mọi người. Mình lấy ra cho mọi người xem cái chất. Đây mọi người nhìn, rất là ủ nu ủ nần luôn nha, có lớp siêu luôn nha. Tiếp theo thì bạn lấy đó chính là một em bánh hamburger nha mọi người. Đây bạn đặt một em hamburger 4 lớp nha. Trời ơi rất là xinh mà em mình có hộp luôn nha mấy bạn ơi, rất là xịn. Sẽ để bên ngoài ha. Tiếp theo bạn lấy một em bánh kem chất bơ. Đây là 28k. Tiếp theo bạn lấy một em bánh matcha. Tiếp theo thì bạn lấy một em bánh bao dâu chất bơ. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Thì bây giờ mình sẽ đóng gói lại. Mình sẽ quay video thôi nha mọi người. Tí thì mình sẽ đóng lại sau nha. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Thì mình sẽ lắp một cái lớp ở trên nha mọi người. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Đơn hàng của bạn thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn ủng hộ shop mình chính là một em squishy bánh toast mini nha. Đây cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Chắc rất là đã, mình có hai màu nha. Bạn nào muốn mua nào thì có thể lên shop của mình để mua nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn đặt trên Shopee nha mọi người. Đây là phần bao bì mình đặt kèm với đơn hàng của bạn nha. Bạn ở trong bộ bên shop mình là một em bánh khối màu hồng. Bánh khối vô màu hồng nha, cái giá là 30.000 đó. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đơn hàng này thì bạn đã CK cho mình hết rồi nha. Đơn hàng của bạn là không đồng nha. Bạn ở trong bộ bên shop mình đầu tiên là một em bánh bao dâu ha. Em mình có giá là 45.000 cho một em nha. Chắc rất là mềm và chậm tăng nha mọi người. Siêu xinh luôn, em này chất của nó siêu dẻo và cực kỳ slow luôn nha. Và cuối cùng thì bạn có lấy đó chính là em bánh toast mini có giá là 90.000 cho một bé nhá. Đây là bánh toast mini nha, mà mình có hai màu là màu nâu với lại màu cacao ha. Cái này là bạn lấy màu nò, màu cacao ấy. Rất đẹp nha mọi người, cực kỳ xịn sò luôn, sẽ có lớp siêu rất là dày luôn nha. Đấy, rất là chất lượng, rất là tiền nạp đấy nha mấy bạn ơi. Giá rất là phải chăng và chất lượng gọi là rất là ok luôn nha. Đơn hàng của bạn đã xong, cảm ơn bạn đã mua sắp mình nha. Hàng của bạn là thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có trọng bộ bên sắp mời chính là một em bánh toast mini luôn nha mọi người, siêu xịn luôn. Đây đây là bánh toast mini, đây này là em màu thứ hai bên sắp mình. Đây là màu nâu ấy mọi người, màu nâu trắng ấy, rất là đẹp luôn nha. Đây bánh toast mini nha, rất là xịn sò và cũng sẽ có một cái lớp siêu rất là dày như này luôn nhé. Bạn nào mà ưng thì mọi người chắc cũng chốt đơn nha, tại vì mình còn có hai cái là hết nha mọi người. Và đơn hàng của bạn đã xong.
Cảm ơn bạn đã một sắc mình nha.